Những con giáp phát tài trong 6 tháng đầu năm 2021 này là vì bạn dám nghĩ dám làm, không ngại khó khăn vất vả nên ắt sẽ được hưởng thành quả xứng đáng. 1. Tuổi Tý. Tuổi Tý là con giáp phát tài 6 tháng đầu năm vì dù làm ở lĩnh vực gì thì công việc của bạn cũng có rất nhiều đột phá. Với sự quyết tâm, chăm chỉ của mình, bạn ắt sẽ được nhận thành quả xứng đáng với công sức đã bỏ ra, không lo thiếu tiền xài. Tốt nhất, bạn nên tập trung phát triển công việc hiện tại, bởi khi dồn công dồn sức cho một việc, bạn sẽ dễ dàng đạt được thành công hơn hẳn. Còn nếu muốn gia tăng thu nhập, bạn có thể nhận thêm các công việc tay trái, nhưng cần phải sắp xếp thời gian các công việc cho hợp lý. Những người muốn phát tài bất ngờ có thể thử sức ở một số lĩnh vực mới như đầu tư vào thị trường chứng khoán, vàng bạc, bất động sản. Có điều, trước khi làm bất cứ việc gì, hãy nghiên cứu kỹ càng thị trường và lý trí khi đưa ra quyết định, có như vậy thì sẽ giảm bớt những thiệt hại không đáng có về tiền của. Tháng trọng điểm phát triển của tuổi Tý trong thời điểm những tháng đầu năm này là tháng 3 âm lịch. Khi tinh thần làm việc lên cao, sẵn sàng làm thêm giờ, làm ngoài giờ, bạn sẽ gây ấn tượng tốt cho cấp trên, tạo cơ hội được thăng chức, tăng lương. Ngoài ra, người làm trong các hạng mục liên quan đến bất động sản cũng kiếm được một khoản kha khá lúc này. 2. Tuổi Dần. Tài lộc của người tuổi Dần có dấu hiệu khởi sắc trong 6 tháng đầu năm này, dù tình huống mang tính đột phá bất ngờ hiếm khi xuất hiện. Bạn càng cố gắng bao nhiêu thì càng được hưởng khoản tiền xứng đáng bấy nhiêu, không nên mơ tới chuyện ngồi không cũng được hưởng, chiếm đoạt tài sản của người khác hoặc phát tài nhờ may rủi. Con giáp này hãy tập trung vào công việc chính, không nên quá tham vọng, nhận quá nhiều việc kẻo cuối cùng việc gì cũng nửa vời, thu nhập cũng không tăng lên là mấy mà lại vừa tốn thời gian và sức lực. Nếu mở rộng được vòng tròn giao thiệp thì tuổi Dần sẽ kết thân được với nhiều người tài giỏi. Bạn có thể nhờ những mối quan hệ ấy mà dễ dàng tìm thấy mối làm ăn tốt, gián tiếp tăng thu nhập ngoài luồng. Thời điểm mà tuổi Dần cần tập trung phát triển chính là tháng Giêng. Lúc này, bạn tiếp xúc với nhiều lãnh đạo cấp cao, nếu lọt vào mắt xanh của họ thì cơ hội được thăng chức, tăng lương chẳng còn xa xôi nữa. Những người làm trong lĩnh vực bất động sản, lâm nghiệp cũng phát triển thuận lợi, nhưng sẽ phải chịu nhiều áp lực hơn. 3. Tuổi Tỵ. Năm 2021 có thể nói là một năm cực kỳ may mắn đối với người tuổi Tỵ trên phương diện tài lộc, ngay từ 6 tháng đầu năm, bản mệnh đã có thể nhận thấy rõ điều đó. Các nguồn thu nhập, dù là chính hay phụ đều tăng lên trông thấy. Người làm công ăn lương chấp hành tốt quy định, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao sẽ sớm được tăng lương thăng chức, cải thiện cuộc sống. Người làm chủ, làm tư thì mua may bán đắt, tiền bạc cứ thế đổ về túi. Bạn có thể ký kết được những hợp đồng có giá trị, những khoản đầu tư hứa hẹn mang lại lợi nhuận cao. Điều quan trọng là bạn hãy xác định mục tiêu và cách thức làm việc rõ ràng cho mình ngay từ đầu, dù có gặp khó khăn cũng không lo lạc mất phương hướng. Đặc biệt, chớ nên nghe theo lời rủ rê, xúi giục của người khác kẻo đến lúc mất tiền mất cả danh dự. Tháng 2 và tháng 4 âm lịch là thời điểm mà bản mệnh cần tập trung phát triển tài lộc. Được người quyền thế giúp đỡ, tuổi Tỵ có thể giải quyết được rất nhiều khúc mắc trước đây, tiền đồ trở nên bằng phẳng, hanh thông hơn hẳn. Nhiều người có thể khởi nghiệp thành công trong khoảng thời gian này. Người làm trong các lĩnh vực liên quan đến tài chính, ngân hàng, kinh doanh kim khí cũng được hưởng nhiều lợi ích, lợi nhuận thu về tăng gấp nhiều lần so với thời điểm trước. 4. Tuổi Ngọ. Tuổi Ngọ có cơ hội trở thành con giáp phát tài 6 tháng đầu năm, dù con đường kiếm tiền, làm giàu của đương số tuy có vất vả và căng thẳng nhưng đổi lại sẽ được đền đáp tương xứng. Bản mệnh chớ nên vội vàng nản chí khi phải đối mặt với khó khăn. Tiền chảy vào túi bạn chủ yếu là do tự làm tự ăn, nhưng cũng chính nhờ thế mà bạn luôn cảm thấy an tâm và tự tin, việc chi tiêu cũng có kế hoạch hơn hẳn, hạn chế những thất thoát không đáng có. Nguồn thu nhập chính có xu hướng tăng, đồng thời nếu làm thêm nghề tay trái, các nguồn thu phụ cũng sẽ nhích nhẹ. Người làm công ăn lương vẫn có cơ hội tăng lương bất chấp tác động khách quan của thị trường, chỉ cần bạn luôn nghiêm túc và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Người kinh doanh, buôn bán, nhất là liên quan đến lĩnh vực thiết yếu như dược phẩm, thực phẩm, đi lại, thu về không ít lợi nhuận. Một số hạng mục liên quan đến bất động sản và đầu tư chứng khoán cũng sinh lời tốt, quan trọng là bạn phải chọn đúng thời điểm. Tháng phát tài chủ yếu của tuổi Ngọ là 2 âm lịch. Thời điểm này gặp quý nhân tương trợ, tài vận vượng, nhất là những người làm đầu tư, kinh doanh, bạn nên nắm chắc cơ hội thuộc về mình. 5. Tuổi Dậu. Đời sống vật chất của người tuổi Dậu nhìn chung khá sung túc, tiền hết lại có trong khoảng nửa đầu năm 2021 này. Do được nhiều cát tinh nâng đỡ nên vận khí của bạn tăng tiến mạnh mẽ, tài vận vì thế cũng vượng hơn trước rất nhiều. Nguồn thu nhập chính và phụ đều tăng, điều đó có nghĩa rằng, dù là người làm công ăn lương hay làm tư, làm chủ, người đầu tư, đều có thể đạt được mục tiêu tài chính của mình. Mọi việc đều tiến triển thuận lợi hơn cả dự tính của bạn, con đường kiếm tiền, làm giàu không còn khó khăn như trước, nhiều cơ hội mới xuất hiện, quan trọng là tuổi dậu dám thử thách bản thân, chủ động nắm bắt và nỗ lực không ngừng. Đặc biệt là người làm đầu tư, kinh doanh nên mạnh mẽ tin tưởng vào bản thân mình hơn, chớ nên chần chừ, do dự kẻo cơ hội rơi vào tay người khác. Bản mệnh cần tập trung phát triển nhất là khoảng thời gian tháng 5 âm lịch. Dưới sự giúp đỡ của quý nhân, bạn sẽ làm ăn thuận lợi, hưởng mức hoa hồng cao, đặc biệt là những ai làm trong các ngành liên quan đến dịch vụ, bảo hiểm, tài chính, ngân hàng, đầu tư bất động sản. 6. Tuổi Hợi. Tài lộc của người tuổi Hợi có xu hướng gia tăng, đa phần ở các nguồn thu nhập phụ như kinh doanh nghề tay trái, bảo hiểm, đầu tư chứng khoán, bất động sản. Trong khoảng thời gian này, nếu là người làm công ăn lương, muốn tăng thêm thu nhập, bạn nên nuôi tham vọng, không nên có tư tưởng dậm chân tại chỗ. Hãy chủ động đứng ra nhận trọng trách, bạn hoàn toàn có khả năng gánh vác rất tốt trách nhiệm mà cấp trên giao phó, tự mở ra cơ hội để thăng tiến, phát triển bản thân. Nhóm người làm tư, làm chủ hoặc chuyên đầu tư có rất nhiều triển vọng về thu nhập chính. Nếu có định hướng chính xác, sẵn sàng mạo hiểm, không chịu bỏ cuộc, bản mệnh sẽ gặt hái thành quả khá rực rỡ. Tháng 5 âm lịch cũng là thời điểm tài lộc của tuổi Hợi phát triển rực rỡ nhất. Hợp tác thuận lợi, các ngành liên quan đến thủy điện, nhiệt điện, viễn thông thu lời lớn. Bạn tìm được mục tiêu phấn đấu rõ ràng, tuy lúc đầu có khó khăn nhưng chỉ cần cố gắng, quyết tâm thì sẽ thu được thành quả. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.